Này thiện hiện, những gì là bốn sự hiểu biết thông suốt? Này thiện hiện, hiểu biết thông suốt nghĩa, hiểu biết thông suốt pháp, hiểu biết thông suốt từ, hiểu biết thông suốt biện. Này thiện hiện, đó gọi là bốn sự hiểu biết thông suốt. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt nghĩa? Đó là trí duyên nghĩa không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt pháp? Đó là trí duyên pháp không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt từ? Đó là trí duyên từ không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt biện? Đó là trí duyên biện không chướng ngại. Này thiện hiện, những gì là 18 pháp Phật bất cộng? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không bao giờ lầm lẫn, đó là pháp Phật bất cộng thứ nhất. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có lời nói vội vàng thô bạo, đó là pháp Phật bất cộng thứ hai. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không quên mất niệm, đó là pháp Phật bất cộng thứ ba. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác luôn luôn định tâm, đó là pháp Phật bất cộng thứ tư. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có các loại tưởng, đó là pháp Phật bất cộng thứ năm. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có pháp nào là không chọn lựa xả bỏ, đó là pháp Phật bất cộng thứ sáu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trí muốn không thối lui, đó là pháp Phật bất cộng thứ bảy. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tinh tấn không thối chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ tám. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nhớ nghĩ không quên, đó là pháp Phật bất cộng thứ chín. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác bát nhã không thối chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ mười. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác giải thoát không thối chuyển, đó gọi là pháp Phật bất cộng thứ 11. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác giải thoát tri kiến không thối chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ 12. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc biết hoặc thấy đời quá khứ không trước không ngại, đó là pháp Phật bất cộng thứ 13. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc biết hoặc thấy đời hiện tại không trước không ngại, đó là pháp Phật bất cộng thứ 14. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc biết hoặc thấy đời vị lai không trước không ngại, đó là pháp Phật bất cộng thứ 15. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tất cả thân nghiệp do trí dẫn dắt theo trí mà chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ 16. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tất cả ngữ nghiệp do trí dẫn dắt theo trí mà chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ 17. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tất cả ý nghiệp do trí dẫn dắt theo trí mà chuyển, đó là pháp Phật bất cộng thứ 18. Này thiện hiện, đó là 18 pháp Phật bất cộng.